Vâng, xin chào tất cả quý cô bác anh chị đã quay trở lại với kênh Tuyên Hà Giang. Kính chúc mọi người có một ngày mới làm việc vui vẻ và gặp thật nhiều điều may mắn. Như quý cô bác anh chị đã biết thì là bà con Đề Chia đang trong công cuộc khai phá để làm đường. Hôm nay thì là ngày làm việc thứ 7 của bà con trong giai đoạn thứ 2 này. Hôm nay thì em được vào đây trong vòng buổi sáng sớm này, bà con cũng đã đi làm rất là sớm. Nên là hôm nay em lửa vào trong này cũng có mua được một ít bánh mì theo nguyện vọng của bà con, rằng là hôm nọ cũng anh Thề cũng có chia sẻ với em Lử rằng là bà con ở đây cũng rất ít khi là được ăn bánh mì, nên là cũng mong rằng là em Lử vào đây sẽ mua cho bà con mỗi người 1-2 chiếc bánh mì để bà con ăn. Vậy thì là hôm nay em Lử đang đến ở chiếc xe, đang đến ở đường mà bà con đang làm đây rồi. Vậy thì giờ bây giờ em Lử sẽ đi vào trong chỗ của bà con để chia đây nhá. Chào anh Thề nhá. Chào anh. Anh cầm bánh mì đi. Vâng. Cầm bánh nhá. Kính của bà con đâu rồi? Vâng. Anh bảo bà con đeo kính vào em ơi, không là sợ đeo kính sợ đá bay vào mắt đấy. Tuần nay thì sáng nay thì bà con chưa mang. Sáng nay bà con không mang á? Chỉ mới mang. Thế là hôm nay mình đi là mình không cầm kính đi theo à? Thế là bà con thì để ở nhà ấy, không đặt tay. Không muốn mang thì bảo bà con mang đi cánh thì phải thoải mái đấy. Thực ra là em cũng muốn rằng là bà con mỗi lần đi làm ấy thì là mình cũng phải đeo kính nhỉ, đeo khẩu trang, cả đeo găng tay nữa, thì là cũng thứ nhất là mình cũng tốt bảo vệ cho mình thôi. Đấy thì là bà con tí nữa thì anh bảo bà con nhớ cầm theo ấy nhá. Hôm nay thì là thực ra là bà con ở đây nhiều khi mình cũng nói rằng là đi làm thì phải bảo vệ cho bản thân mình thôi, nhưng mà bà con nhiều khi bà con cũng hay quên. Chú lúa là chân khỏi đau chưa? À chỉ cắt từ rong chỉ to.
chưa dùng hả? Ừ. Ở Plinh Xuân gì nào? Ở Plinh Xuân Trà chứ? Ừ. Ờ. Nhưng mấy hôm trước là chân của chú lúa thì cũng bị đau, nên là em Lửa cũng hỏi rằng là chân của chú đã đỡ chưa? Thì chú cũng chia sẻ rằng là chân thì là cũng đỡ hơn một chút rồi. Hiện giờ thì bà con đã kéo nhau xuống dưới này để đập đá 46 dưới này. Lăn xuống rồi anh. Lăn xuống tít dưới à? Lăn xuống ở dưới không có đá đây. À. Viên này mà tròn quá thì sợ nó lăn nhanh lắm ấy. Đúng rồi.
Thank you.
来，几个字？照啊，照啊。站。他都落，你去给你个。嗯。他就叫我。Hello。来，哥。来我。 Ở dưới này thì là các cô, các chị em cũng đang lăn đá xuống cái này để cho các chú đập đá thế này. Nú khi béo nú, sao béo nó vô dây nó? Thank you.
Chú Phình là chạy tít tít đâu. Hàng mua bao nhiêu giờ ấy, nhìn cái là chủ ấy. Đá vào chân đấy. Còn này mày không cha mà, này mày cha à? Có thể nói đây chính là cái đoạn đường mà vất vả nhất của bà con. Tại vì những cái chỗ khu vực bên này cũng không có đá, và bà con đã phải dùng sức để lăn những hòn đá xuống này để đập dưới này, quý cô bác ạ. Nô tránh ra nhá. Cho đừng có đúng một cháu. Cho đừng có mà cho đừng có tại cây đúng một. Chú Phình cười rất là tươi. Chú Phình khỏi răng, khỏi đau răng chưa? À, còn hết rồng rồi. Rồng gì tôi á? À, thế thì được. Thấy chú cười cười là cháu cũng đoán được là chắc là cũng giảm đau một tí rồi. Chú Phình là tối hôm qua là vừa bị đau răng, nên là sáng nay em đừng có mua một ít thuốc giảm đau về. Giờ hiện tại thì thấy chú cười rất là tươi rồi. Giờ thì cũng có thể đăng trêu các em gái ở đây. Hãy
đây là những viên đá to tròn mà vừa rồi bà con đã lăn từ trên vách trên kia xuống, quý cô bác ạ. Ở dưới này thì là chú Phình với lại chú Lúa sẽ thay nhau để đập những cái hòn đá này ra nhỏ vụn một chút, rồi sẽ ném cho các chị em đập thành đá bốn sáu nhé quý cô bác. Hiện giờ thì đang vướng 4-5 cục đá to đùng ở đây. Thì bà con là giờ này cũng đang đo hết cả rồi, đang cố gắng đập nốt những chỗ này để gọn cho tiến cho xe đi lại. Chú Phinh à? Chú Phinh đã táo ném một xô mà. Bà con thì là cũng nốt chỗ này xong cũng về nghỉ trưa quý cô bác ạ. Trên này thì là chú Lúa với lại em Xính Pá đang loay hoay gì đây? Chị Lịa à? Đấy đó. Đấy hả? Cái máy khoan này đang gặp vấn đề. Không vận nó chỉ đó. Đó mà. Không tháo được, đợi chị tao. Tao không định đợi tao mà. Thôi không sửa được thì để chiều đi. Có chị tao mà ta xui nhau. Lê lê không? Đi nghỉ trưa trong chiều, lại tiếp tục thôi. Nhá cho hết đợi chị tao mà chị ta xuống tôi mà khối tao. Nhưng mà cái cảnh có nhiều tổ ấy. Hiện tại thì giờ cũng 11 rưỡi rồi. Đấy, cái máy này là có cầm xuống không? Cầm hỗ trợ chừng ra.
Hiện tại thì đường đã thông, bà con thì đang chuẩn bị đi về nhà nghỉ trưa. Đi về nghỉ trưa nhá anh ơi. Vâng vâng. Đây như con đèo rất là nguy hiểm. Vì thế là cũng đi quen rồi, cũng đi khá là nhanh rồi cô bác. Nên xe nó xuống dây á. Ờ. Có lẽ là em Lửa cũng xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn quý cô bác đã theo dõi những thước phim của em Lửa quay. Hôm nay là ngày thứ 7 của bà con để chia phá đá để mở đường. Vâng, hẹn gặp lại quý cô bác và anh chị ở trong những video tiếp theo nhá. Sao mà trên nó xuống giờ nỉ nó? Ừ. Trên nó xuống giờ. Chú chỉ chạy nè. Nhưng mà lấy cái đó. Đừng lấy xô mình.